Ok, chào mừng cô chú bác anh chị em đã quay trở lại với kênh Hưng Xe Điện, một kênh chuyên dành cho người tiêu dùng xe điện tại Việt Nam. Và mình là Khánh Hưng, mình đến từ group Facebook Người Dùng Xe Điện Việt Nam. Và hôm nay là buổi offline của anh em mọi người dùng xe điện. 9 giờ mới diễn ra lần nhưng mà Hưng sẽ đến sớm. Mục đích của Hưng là như thế nào thì chú bác tiếp tục theo dõi nha. Đừng quên nhấn đăng ký kênh nha. Let's go. Sáng sớm của chú bác, chú bác dọn cho lại sạch sẽ luôn. Mấy anh mấy chị đi làm sạch sẽ quá trời, đường quá đẹp luôn, chiều sạch về đẹp. Rồi đây là cái lý do mà Hưng đến nè. Đây là phần combo 5 món quà kèm nhiều cái món quà khác mà hôm trước Hưng đi dự buổi lễ ra mắt chạm sạc của cỏ biker các bạn. Rồi các bạn tặng làm kỷ niệm nè. Và hôm nay Hưng quyết định là sẽ tặng lại cho anh em mọi người dùng xe điện ha. Đó, ai tới trước sẽ được lấy một món trước, cứ thế thứ tự. Hưng dự tính là từ 5, 10, 15, 20, 25 nha, nhưng mà chắc bây giờ thành 1, 5, 10, 15, 20 đi ha. Ok, rồi đó, đây là món quà ha. Đó là phần 5 món quà dành cho những người đến thứ nhất, thứ 5, thứ 10, 15 và 20 ha. Rồi, ok, xem ai sẽ là người may mắn nha. Mình sẽ quay lại trực tiếp cho mọi người xem. A few moments later. Rồi, ok, sau khi một hồi mình chờ hơi bị lâu mà mình tới hơi sớm các bạn. Suy nghĩ quyết định nhắn với anh em là sẽ đổi luật chơi chút xíu nha. Và thay vì người là thứ nhất, thứ năm, thứ 10, 15 gì đó thì thôi bỏ đi, nhanh hơn nữa các bạn. Mình sẽ tặng quà cho người thứ 1, thứ 3, thứ 5, thứ 7 và thứ 9, 5 người tất cả ha, thì sẽ được nhận quà tới sớm. Hưng nghĩ điều này sẽ có ý nghĩa và nó sẽ gọi là crushing, nó sẽ gây cấn hơn các bạn ha. Ok, để xem sao, hiện tại chưa ai nhận hết, để coi. Đây là anh em đầu tiên đã được tới sớm, number one luôn. Rồi, để sẵn quà cho anh luôn. Nãy giờ chờ xem ông nào sẽ là người khui quà. Vậy hả? Dạ đúng rồi, đây. Ở đây nó gồm có, anh coi nè, dầu thơm, muối hồng, khá là xịn nha. Cái này là gì ta? Đường hữu cơ, đường dừa. Cái này nước rửa tay nano, với lại cái này là giấm chuối. Nói chung là tất cả đồ đều là gì hướng nội thiên nhiên. Anh chọn cái nào tới sớm đầu tiên là được ưu tiên. Dầu thơm dừa hả? Dầu, không phải, cái này là đường, còn cái này là dầu thơm thôi. Dầu thơm gì vậy? Có vẻ như thích dầu thơm hơn phải không? Lỡ mấy cái kia là thấy không thích rồi, không khoái rồi. Cái kia nó hơi thần chay xíu rồi. Không? Ủa không ta, nó ghi bà phương á. Đó, sáp thơm. À, sáp hả? Dạ. Sáp là sao ta? Em cũng không biết, lắm. Không biết sử dụng cái này nữa. Cái này là đang sao? Đang coi. Để thơm xe hay sao? Thơm fabric. Cái này để thơm trong tủ áo. Để vải. Này là sử dụng sao ta? Tạp. Thôi chắc lấy cái này được á, thôi kệ bà nó. Đây đem coi, không biết. Em cũng biết sử dụng luôn. Dùng vô cái thùng cho thơm. Ồ, có thơm thiệt. Thơm. Ừ. Trong tủ áo mình á. Nhưng mà nhấn ây da ây da cái gì ở cái kiểu cạch nữa à văn đây à, trời ơi xịt đi nè ơi giữ được rồi chúc mừng. Dạ rồi ngồi chơi có chụp hình vô, chụp hình đăng lên cái coi. Rồi em tới hấp dẫn quá gây cấn đây. Ô chai dầu thơm đầu tiên, chai dầu thơm đầu tiên đã có chủ. Ok, đây anh em làm tấm selfie nha. Ok, rồi. Hết chảy luôn. Yeah.
không phải thứ năm, chết bậy rồi. Thứ 10. 1 3 giờ đổi rồi. 1 3 hả? Ừ, 1 3 rồi, hai fan. Thứ 3 nè. Hai fan này phải 2 3 nè, này thứ 4 rồi. Tương tàn. Thứ 3 đúng không? Vô xe thứ 3. Chết bà. Rồi. Tương tàn rồi, tương tàn rồi, huynh đệ tương tàn rồi. Đây là ông này thứ 2 thứ 3 nha, phải tù xì đi nha, đi chung rồi. Đâu có đâu thì cứ đưa ra chỉ đôi thôi. Ông này thứ 4 nè. Chết bà, ông thứ 4 cũng không có. Là sao? Có nghĩa là ban đầu là quyết định là thứ năm lận, nhưng mà thứ năm lâu lắm, tội mấy anh em đi đầu lỗ hết, lỗ chết. Ở đây đúng không? Đúng rồi. Rồi lấy này đi. Này cũng nhanh vậy. Này về khui đồ đó gì. Đầu sáng anh. Dạ. Dạ rồi cái cục pin mới. Dạ. Rồi rồi, đây có xe ra không? Rồi rồi. Thôi để coi hai, để đem em dẫn nó đi toilet coi. Trời ơi tội nghiệp quá. A few moments later. Ban đầu là dự tính là người thứ 5, 10, 15 nhưng mà lâu lắm. Lâu lắm, này nó không gây cấn. Bây giờ quyết định là ông thứ 1, thứ 3, thứ 5, thứ 7, thứ 9. Vậy là nãy ông này nè, 1 nè, 1 cái xong cái 2 ông này nè, 2, 3 nè. Ông này thứ 4, su cà na. Chưa được. Rồi, xin chúc mừng bạn người thứ 5 đã được trúng một chiếc Felix. Trúng. Đã được chọn một món quà. Đây là áo của anh em đặt trước. Đây. Còn lại một trong ba món quà, nó bao gồm là đường hữu cơ, muối xịn rồi, muối xịn ông tin ông lụm rồi. Đường hữu cơ, đường dừa, rồi cái này là giấm nè, giấm hữu cơ nè. Còn cái này là xịt rửa tay nano bạc. Rượu chuối, giấm chuối, giấm chuối. Rồi bạn chọn món nào? Này về đổ ra uống nước, đổ miếng ra uống. Đó. Mang tiêu hóa tốt lắm. Đúng rồi, pha đường hay nước ấm này nọ đồ á. Đó. Hôm nay này nghe. Nghe không? Ok, chúc mừng. Rồi. Rồi ok, qua cao. Đây bạn này là thứ 5 rồi phải không? Đây, 1 2 4 5 rồi. Đây là hai anh em thứ 6 thứ 7. Rồi. Cái này vẫn là tính 6 à. À 6 hả? Xe mà. À rồi rồi rồi. Tính về không đúng. Ok ok ok. Rồi, đây là anh em mã tặng quà gì hả? Dạ có quà mà phải theo thứ theo số may mắn. Anh chạy lên góc kia anh đứng đi rồi canh nào vô anh chạy vô. Hiện tại anh em mình còn lại hai món. Thôi mà cứ tặng cái cho vui đi, coi như là tính người này thứ 6, người này thứ 7 đi ha. Hiện tại là mình còn món quà là nước rửa tay nano bạc. Anh mà tặng cho cái ông ngồi sau là họ đi bộ về á. Dạ. Đi rồi đá bơm rồi. Rồi. Rồi để đây tí em đợi. Rồi cảm ơn anh. Ủng hộ anh 10 chai nước nha. Xịn luôn không ơi. Rồi, ba nâng lựa một món quà lửa còn lại. Được lựa luôn chứ, người tới trước được lựa. Lấy cho cái bịch cũng được. Lấy gì đó. Lấy cho cái bịch cũng được. Rồi, cái đó là đường làm bằng dừa. Ok. Còn đây là nước rửa tay bằng nano bạc. Ông chở thì lấy được chứ ông ngồi sao lấy họ đi bộ vậy được. Đường này lạ. Dạ, rồi ok, chúc mừng anh. Có ai chụp hình không? Có, để anh em mình làm tấm kỷ niệm nha. Rồi đợi xíu. Ăn sáng cái ăn nha. Rồi. Rồi, 1 2. Trời không mấy gì à. 2 3. Ok. Ok, rồi. Ok, welcome. Này ha, mới bị nè, mới bơm ba nấm nè, mới ngắt cái nấm ra luôn nè. Đó nè, lỗ nè, không bơm lên căng cứng ngắt 1 phút 30 giây. Đây là cái phương án của mấy anh em không khói lớn đi phượt mà đó. Những anh em nào mà phượt là rất là rành cái cách bơm như thế này ha, nhanh gọn lẹ luôn, đâu cần gì đâu, không đâu cần vô tiệm gì đâu. Đó, bơm xong rồi bấm cho cái bơm điện xong cái lên này căng là chạy thôi. Này thì có thể chạy được, nếu mà cái đúng kỹ thuật thì nó thể chạy được vài tháng bình thường. 1-2 năm thì mình thay vỏ. Rất là dễ ha. Hiện tại còn một món quà cuối cùng dành cho người đến thứ 9 ha. Cũng chắc cũng người anh em sắp đến nè. Xem ai là người may mắn tiếp theo. A few moments later. Xin chào tạm biệt anh dung dịch rửa tay nano bạc. Rồi, chúc mừng người may mắn cuối cùng. Người anh em đến thứ 9. Cảm ơn. Rồi, đã được món quà nước rửa tay đúng rồi, người đến thứ 9. Nước rửa tay nano bạc. Rồi. Ông Nam đến thứ 8. Rồi su cà na. Rồi ông kia rồi, ông kia su cà na luôn. Hết quà luôn rồi. Chúc mừng. Anh tới 10 giây nữa. Kịp anh. 10 giây
lúc lúc sâu đêm xíu là xong rồi, lụm rồi. Tiếc quá, tiếc quá, chảy hơn ông vàng chứ. Rồi. Ok. Hello Nam. Ủa má hên vậy. Sao nó hên vậy? Nó hên cho con cái bơm luôn. Hello, hello. Đấy. Đấy gì? Nhìn hết hồ luôn á. Ổn không? Cái này em bỏ hai pin zin đây luôn. À, hai cục pin zin đang nằm ở đây hả? Dạ. Không, bây giờ là trong xe còn pin zin không? Có. À, hai cục pin zin. Đây là em lấy pin rồi, giờ này khi nào mới đi xe mới bỏ vô. À. À. Cái này cục dự phòng khi nào mà đi xa mới bỏ vô đúng không? À, feel quá ha. Nhìn đã ra. Okay, tạm thời là như vậy đi, nó cũng là một cái giải pháp tuyệt vời rồi. Ừ. Từ đây em chạy về tới nhà em là không cần phải sạc. Vậy á, giờ là sướng rồi đúng không? Đúng nhu cầu rồi đó. Hết sảy, hết sảy. Ừ, nãy thôi. Ừ, đây cho má. Lần đầu tiên mà nó thấy luôn. Đâu, này em làm lâu rồi chứ, em làm có gần 3 tháng rồi đó. 3 tháng nay rồi hả? Dạ. À, do mình chưa thấy xe mấy đợt trước nè. Chưa có mấy đợt, em bỏ nhà, em tháo ra. Ghép song song, giống Clara S ha. Đúng rồi, cái này em chế mà gắn tập luôn, làm ví dụ mà anh tháo hai giác lại luôn. Ừ. Ghim hai giác lại luôn là nó vẫn nhận pin nha. Rồi nó không cần mấy thao tác gì hết. Wow. Đây là em mới mua cái giác ghim luôn. Ừ. Bữa mua bán tới đông ghim bán em tới 450 đồng. Vậy. Cái giác mà của pin Clara anh trong thân xe tháo ra. Anh thấy. À, đây là em mua hàng ghế nè. Wow. Xịn sò luôn. Dạ đúng rồi. Cái này giờ quý hiếm. Cái này là cái này là giác chính. Ừ. Giác chính là nó sẽ có 4 dây còn ừ. Còn này ghế nè, này ghế là nó chỉ có 3 dây thôi. Ừ, okay. Dạ. Cắm trực tiếp nhận luôn. Nhận luôn, không cần phải thao tác gì hết. Cắm vô nhận, cắm vô nhận. Rồi. Đáng đồng tiền á. Vậy mình có bao giờ test mà thử đi xa ơi là xa thử. Chưa có thời gian. À, tạm thời là giờ nó không hết pin nữa rồi đó. Dạ cái này cái ông theo net game ơi nè, cái này mình làm hay sao? Cái này mình em tự làm. Tự làm đúng không? Được rồi, anh giới thiệu qua cho anh kiểu làm. Không theo anh thường mà net nha. Ủa vậy hả? Sao thấy dán chưa hết? Không, dán chơi thôi. Ủa S là pin nằm dưới sàn. Quên. Ok anh em, và cuối cùng thì mình đã gửi tặng được hết tất cả những cái món quà mà bên các bạn cỏ biker gửi qua cho anh em Hội Người Dùng Xe Đẹp Việt Nam ha. Thì anh em hôm nay tới đây cũng khá là không vui, hiện tại là cũng gần được 10 người các bạn. Và cái phần quà thì sau khi 10 người đầu tiên 1, 3, 5, 7, 9 sẽ được nhận quà ha. Rồi chúc mừng những người anh em tới sớm ha, những người anh em tới muộn đừng có buồn ha. Trong những lần sau thì mình sẽ có chuẩn bị những cái món quà tiếp theo cho những người anh em tới sau ha. Và anh em nhớ đi offline thường xuyên ha, để nhận những món quà ý nghĩa từ Hội Người Dùng Xe Đẹp Việt Nam. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú bác anh chị em trong những video tiếp theo. Hôm nay ngày chủ nhật rất là nắng, rất là đẹp ha, nắng rất là đẹp, thời tiết rất là tốt hơn so với những ngày trước ha, rất phù hợp để ngồi uống cà phê.